Tiếp theo chúng con xin kính mời bác Minh Đạt và chúng con kính mời máy Trần Thị Bưởi ở Zoom 336 chuẩn bị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, xin cho con hỏi một câu. Một người rất chịu khó niệm Phật, lạy Phật và nói rằng: bệnh tôi cũng không sợ, chết tôi cũng không sợ, tôi chỉ muốn đi về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này. Nhưng khi có hiện tượng bị đau một vùng nào đó trên cơ thể thì lại vội vàng chạy đôn đáo đi rất nhiều bệnh viện, toàn là những bệnh viện có tiếng để thăm khám và rất mong tìm ra bệnh của mình. Mặc dù các bệnh viện, bác sĩ đều nói bác không có bệnh gì nhưng bác vẫn chẳng yên tâm. Bác cứ nói rằng ung thư tôi cũng không sợ, nếu tôi biết chắc bệnh của tôi là ung thư thì để tôi chuẩn bị niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa lão cư sĩ, chúng con là phàm phu tội chướng sâu lặng mê mờ, nhiều khi chẳng nhận ra mình vẫn còn sợ bệnh sợ chết. Hôm nay chúng con kính xin thầy từ bi giảng giải cho chúng con tường tận để chúng con hiểu được cho thấu, để một đời này chúng con sửa đổi đi được những sơ suất để chúng con có phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con xin thành kính tri ân lão cư sĩ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Thôi câu này là thông rồi chứ còn nữa chưa thấu. Lý thuyết thì tôi không sợ, nhưng mà thực tế tôi thấy vị này sợ quá chừng mà không hay. Nỗi sợ nó ấn nấp trong tâm, đến khi gặp dịp thì không giấu được ai. Đúng là bác Đạt nói đúng. Sự thật của bác được gì? Trả lời được trả lời sau 12 tiếng đồng hồ. Đi nói người ta bệnh tôi không sợ, chết tôi không sợ gì ta, mà cứ tới bác sĩ nói bác không có bệnh gì. Không có, tôi có bệnh. Bác sĩ nói có bệnh mình mới vui lắm. Tại sao vậy? Tại vì âm thầm sợ chết trong đó mà không ai. Đây là sự thực đấy chứ vị. Tự mình phải giác ngộ lại, tỉnh ngộ, chứ không mình vướng vãi cái này. Có nhiều người niệm Phật nguyện vãng sanh, lý luận thì hay vô cùng, đến khi bệnh xuống người hộ niệm đỡ khuyên không nghe, bác sĩ nói một câu thì làm hết tất cả, bỏ tiền bỏ bạc ra làm theo bác sĩ. Thế mà cứ nói tôi không sợ bệnh. Đến nỗi bây giờ rõ ràng bác sĩ là không cách nào chữa được nữa rồi, nhưng gặp một cái còn nước còn tác chứ. Thế là bỏ ban hộ niệm, chạy theo bác sĩ còn nước còn tác. Tác gì mà tác, hết nước rồi còn gì nữa mà tác. Cho nên mong chư vị phải nhớ cho kỹ, phải thành thực nghe chư vị. Trong đời giờ ông có gặp những người tu hành rất là tốt, tự khoe rằng là một ngày tôi tu cũng 50-60 ngàn câu A Di Đà Phật, nhưng mà một tuần mà không đi bác sĩ chịu không được. Một ngày mà ngủ đếm không đủ 9 tiếng đồng hồ là nhất định phải đi bác sĩ. Bác sĩ mà cho thuốc không được thì phải tìm bác sĩ nào cho thuốc uống mới được, trong khi đã lớn tuổi rồi. Thế mà vẫn nói tôi không sợ bệnh, tôi không sợ chết. Chính cái tâm lý sợ bệnh này nó làm cho người đó không có bệnh cũng phải có bệnh. Tại vì có bệnh thì Phật nói mới lên, chứ không có bệnh thì Phật nói đâu còn lên nữa, đúng không chứ vậy? Phật nói nhất thiết duy tâm tạo mà, tất cả đều do cái tâm mình tạo ra mà. Cái tâm mình nghĩ về bệnh, tâm mình sợ bệnh, ngày ngày cứ nghĩ mãi cái bệnh đó thì bệnh nhất định phải sinh ra. Sinh ra từ đâu? Từ cái tâm lý bệnh hoạn mà sinh ra. Hàng ngày từ cái tâm lý bệnh hoạn này, mình trưởng dưỡng, mình nuôi dưỡng trong cái cơ thể mình không biết bao nhiêu là cái chất độc nó tàn phá cơ thể của mình một cách tệ hại mà mình không biết. Là mình không biết. Thực sự đấy chứ vị. Còn những người thực sự không tốt là khi người ta bệnh ung thư, nhưng mà người ta cười hề hề. Dòng đã thấy có những người 3-40 ngày không ăn, nhưng mà khuôn mặt người ta vẫn tươi tỉnh,
Có những người tư tính như vậy mà không dám ăn chay, tại vì ăn chay sợ xuống sức. Trong khi đó thì chất thịt, chất cá chính là cái mầm mống đại họa, tàn phá cái thân thể này mà tàn phá luôn cái tinh thần của mình, cái tâm hồn của mình. Tại vì nghiệp của chúng sanh nó bao luôn cả tâm lẫn thân. Vì mình nghĩ là ăn miếng đậu hũ thì thân thể mình yếu đi, tức là mình đã sợ bệnh trong cái lúc mình ăn đậu hũ. Mình ăn cái miếng thịt, mình nghĩ là cái nhờ cái miếng thịt mà cái thân thể mình nó khỏe mạnh hơn. Mình sợ bệnh ngay trong lúc mình đang ăn, mà mình không hay, vô tình những miếng cam, miếng thịt nó biến thành những cái bệnh gọi là nan y vô cùng nguy hiểm, làm cho mình khổ tâm vô cùng mà người ta không biết. Trong khi các vị đại sư ăn toàn là đậu hũ, rau muống luộc không thôi, các ngài vui vẻ mà nhìn các ngài khuôn mặt hình như phát quang. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta là một vị thái tử trong cung đình, cao lương mỹ vị, tất cả đều phục vụ cho ngài, nhưng mà ngài quyết lòng ly thân các ái, hoàng cung tất cả đều chống đối, tìm cách ngăn cản, không cho ngài rời nửa bước, nhưng ngài cũng quyết lòng ra đi. 2-3 giờ sáng lén mở chuồng ngựa, một thân một mình với ngài Sa Nạc vượt cổng thành ra đi. Đi một đoạn rồi ngài ngừng lại, cắt cái búi tóc đưa cho ngài Sa Nạc, đem về trong cung. Đến nhau này nhất định ngài phải ra đi tìm con đường giải thoát. Ngài đối khổ đến nỗi mà có ngày ngài chỉ có một hạt mè, ngài quyết định vẫn vui vẻ để mà tìm con đường giải thoát, chứ không thể vì một hạt mè đối khổ như vậy mà đành bỏ con đường tu hành để trở về hướng vinh hoàng cuối của một vị đế vương. Chư vị thấy cái thần dũng của các ngài như thế nào? Như vậy thì mong chư vị đừng bao giờ cứ nghĩ là tôi không sợ bệnh, không sợ chết, mà thực ra thì cứ ngày ngày đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nói bác không có bệnh gì đâu. Không, tôi có bệnh. Bác sĩ mới cho mình cái bệnh thì mình phải mới ưa. Đây là cái mầm mống sợ bệnh, nó đã chiếm sâu trong cái tâm hồn của mình mà không hay. Đến khi bệnh xuống rồi thì sợ rằng ban hộ niệm tới khuyên mình không còn nghe nữa đâu. Dư âm đã gặp rất nhiều người, rất nhiều người ban hộ niệm nói muốn mối cổ, muốn bê hầu, không chịu tin. Chỉ cần một vị bác sĩ nói rằng là để cho xa trị mới được, rõ ràng đã gần ngày chết mà bỏ cái đường hộ niệm chạy theo bác sĩ, hỏi rằng có vị bác sĩ nào mà không chết? Có vị bác sĩ nào trong 200-300 tuổi, có nhà thương nào không nhận thấy nhiều người chết tại đó đâu. Cho nên mong chư vị phải nhất định vững tâm vững trí, quyết lòng có thân thì có hoại, thân này sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, ta không sanh không tử, nhất định đừng vì cái thân này mà ta đọa lạc, làm cái nô lệ của cái vô thường này, mà chính ta đi theo vô thường đắng cay đời đời kiếp kiếp nhé. Chư vị quyết chí lên đi nhé. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.